Lê lịch là không có, không có lê lịch đâu hết á. Mỗi cô bốt mà. Cô bốt đây không Bốt gì không mà. người quan tâm, không người lo lắng, không ai dạy mỏ như hồi ấy. Còn Xuống tinh thần đất. tự nguyện nghĩa là bò con đó góp của công rồi má mắt dụng cụ lồn là anh em hỗ trợ luôn, Ngày cả vỗ chung nhưng mà không vỗ một 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 một, một chỗ. Ví dụ như cái số ở đây á, riêng cái số ở đây là cũng số ở đây, còn phải ngồi thêm chỗ ngồi thêm bên chợ mới rồi mình mới rồi bên vào tay thùng ngọn nó cũng mình thùng ngọn chứ không phải dùng chỗ một chỗ không. Nhưng mà quy định là ngày 25 tháng chột, nhưng mà bây giờ ngày 25 chột thấy vội quá đi. Rồi ngày Tết nhất rồi không làm việc với là làm 20, có chỗ còn là 25 đó. có mộ vua danh mà trước đây á, là hậu thời mà vua cấp á, là giải mộ thống nhất á, tất nhiên là giải chung, nhưng mà sau đó là nói chung con người thì mình chẳng đi lòm hết, là không có người để giải những cái mỏ mà không có cho vua Vũ á, giống như ở trong chỗ tổ tổ bả thôn Thượng An thì thấy cũng nhiều cái là thấy để lâu là được không có người lại lọt, cho đây nên anh em là cũng bức xúc chừng đấy, cho nên anh em là cũng tự nguyện đứng ra cây gọi. Thứ nhất là anh em đầu tà tăng động là cứ góp ngày công, với lại là vận động những mạnh thường quân là công làm sao quê hương để gửi tiền gì để nó làm được máy mộ, và rồi nói rất chung nhiều là cái tổ bả là cỡ một tổ bả là làm cỡ 400 cái, riêng tổ bả là 400 cái. Anh em thanh niên là đứng ra rồi đi xin quyên góp cái rồi về là bỏ công đó là à là chụp mỏ chung của cô bác ngày dạy mỏ thống nhất đó. Trước đây là thống nhất trời là cũng cái ngày dạy mỏ chung cô bác là cũng chọn á.